Sự thật về tin đồn, dân quận 12 bỏ về hết khi được thông báo tiêm vaccine Trung Quốc. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên TN đã đăng tải thông tin quận 12 thông báo chích vaccine Trung Quốc, dân bỏ về hết lên trang cá nhân, đính kèm là loạt hình ảnh những chiếc ghế trống, không được ngồi tại điểm tiêm vaccine. Hình ảnh trên sau khi đăng tải đã lập tức được người dùng mạng xã hội chia sẻ chóng mặt, nhận về hàng nghìn bình luận trái chiều. Tài khoản Facebook TN đăng tải thông tin sai sự thật. Trưa ngày 13 tháng 8, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. VTC News dẫn thông tin đại diện này cho biết quận 12 hôm nay không tổ chức tiêm vaccine. Tài khoản TN hiện đã xóa bài viết trên và các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp trên là lời cảnh tỉnh cho người dân nên theo dõi nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống, không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.